Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong video lần này chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề về giao thông, các cái hạng mục ở trong giao thông. Và trong video lần này chúng ta sẽ làm quen với từ vựng, làm quen với ngữ nghĩa, làm quen với cách phát âm cũng như là cách phiên âm chuẩn quốc tế của các cái từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề về giao thông này. Và từ đầu tiên chúng ta sẽ làm quen đấy chính là từ vỉa hè. Và vỉa hè ở trong tiếng Anh sẽ được phát âm như sau. Pavement, 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 pavement. Tiếp theo nữa là từ vựng về lối đi qua đường dành cho người đi bộ. Và cái lối đi qua đường này sẽ được phát âm như sau. Crosswalk, 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 crosswalk. Tiếp theo nữa là từ vựng tiếng Anh liên quan đến biển chỉ dẫn. Chúng ta đi đường thì chúng ta hay có các cái biển chỉ dẫn đấy. Và cái biển chỉ dẫn thì sẽ được phát âm như sau. Signpost, 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 signpost. Tiếp theo nữa là cái miệng cống. Cái miệng cống này chính là miệng của cống thoát nước đi ngầm ở dưới đường các bạn nhé. Và cái miệng cống thì sẽ được phát âm như sau. Manhole, 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 manhole. Manhole. Tiếp theo nữa, đấy chính là từ vựng tiếng Anh về giao lộ. Ví dụ như các cái ngã tư, ngã ba đấy, gọi là giao lộ đấy, và giao lộ thì sẽ được phát âm như sau. Junction, 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 junction. Tiếp theo nữa là từ vựng tiếng Anh liên quan đến đèn giao thông, đèn tín hiệu xanh đỏ tím vàng của chúng ta đấy, và đèn giao thông thì sẽ được phát âm như sau. Traffic light, traffic light, traffic light, traffic light, traffic light. Tiếp theo nữa là đường hầm. Đường hầm tức là cái đường mà người ta đào ở dưới lòng đất ấy. Có thể là ga tàu điện ngầm hoặc là cái đường hầm để sang đường chẳng hạn đấy. Và đường hầm thì sẽ được phát âm như sau. Tunnel, tunnel. Tiếp theo nữa là đường cao tốc. Thì đường cao tốc ở trong tiếng Anh sẽ được phát âm như sau. Motorway, 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 motorway. Tiếp theo nữa là làn đường. Ví dụ như làn cho người đi bộ hoặc là làn cho người đi xe đạp, làn cho người đi xe máy. Thì làn đường sẽ được phát âm như sau. Lane, 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 lane. Tiếp theo nữa là bãi đậu xe, và bãi đậu xe thì sẽ được phát âm như sau. Parking lot, parking lot, parking lot, parking lot. Các bạn chú ý này, khi các bạn theo dõi video của mình, các bạn hãy để ý lên màn hình mình đã phiên âm ở trên màn hình, và khi mình phát âm ấy thì các bạn cũng lên là nhẩm lại theo cách phát âm của mình. Như vậy thì các bạn vừa nhớ được từ vựng, vừa nhớ được ngữ nghĩa, vừa nhớ được cách phiên âm cũng như là nhớ được cách phát âm. Như vậy thì khi các bạn ra ngoài đời thực, ngoài cuộc sống thực ấy, thì các bạn nghe đến cái từ này các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ, các bạn sẽ hiểu ngay đấy chính là cái từ, ý nghĩa của từ đấy là từ gì và cái cách đọc, cách phát âm của nó như thế nào. Và từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là từ cọc tiêu giao thông, và cọc tiêu giao thông thì sẽ được phát âm như sau. Cone, 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 cone. Tiếp theo nữa là rào chắn đường. Rào chắn đường sẽ được phát âm như sau. Roadblock, 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 roadblock. Tiếp theo nữa là đường cao tốc có thu phí. Đường cao tốc có thu phí thì sẽ được phát âm như sau. Turnpike, turnpike,
Turnpike. 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 Tiếp theo nữa là nhân viên kiểm soát việc đỗ xe, đậu xe, thì nhân viên kiểm soát việc đỗ xe thì sẽ được phát âm như sau. Traffic warden. Traffic warden. Traffic warden. Traffic warden. Tiếp theo nữa là camera bắn tốc độ. Ở Việt Nam thì bắt đầu ứng dụng cái việc camera bắn tốc độ này khá nhiều, và camera bắn tốc độ thì sẽ được phát âm như sau. Speed camera. Speed camera. Speed camera. Speed camera. Speed camera. Như vậy là các bạn vừa làm quen với 25 từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề về giao thông, và hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn. Và mình hy vọng các bạn khi xem video của mình hãy bấm like và chia sẻ video giúp mình. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để xem những video tiếp theo mới nhất. Và một lần nữa thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.